You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố lứng ngược đẹp xuất sắc tại quận Gò Vấp nha anh chị. Một căn nhà tọa lạc tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp, nằm sát với công viên Làng Hoa. Đấy. Xây mới hoàn toàn, vừa mới làm xong nhá. Vừa lên sóng luôn. Ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế trệt lửng và 3 lầu. Chúng ta sẽ có khu vực gara ô tô, phòng tiếp khách. Tầng bếp sẽ là tầng lửng nhá. Và trên thì sẽ có 4 phòng ngủ. Chúng ta có 5 nhà vệ sinh và có một phòng karaoke. Phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha. Và đang được giao bán hơn 9 tỷ đồng. Đấy, căn nhà xây cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ xịn sò luôn. Hướng Tây Bắc, đường trước nhà rộng khoảng tầm 5m rưỡi, hẻm một xẹt sát với trục đường chính Lê Văn Thọ phía bên ngoài. Đường nhựa mới trải, nằm trong khu phân lô xây đồng bộ, có 5 căn nhà mới. Đấy, 5 căn nhà anh chị. Đây thì có căn cuối hẻm này, thì hôm bữa em cũng có quay video gửi tới anh chị rồi. Căn cuối hẻm thì giao có 89 thôi. Và mấy căn phía ngoài thì nó càng ra ngoài càng dài, thì giao hơn 9 và hơn 10. Đấy, căn cuối này thì cũng đang giao có 89 rồi này. Căn cuối được cái sân nha anh chị. Đấy, anh chị cô chú nào thích nhà nào mà có sân thì chúng ta có thể lấy căn cuối cùng, hoặc là lấy các căn phía ngoài. Hai căn này thì không có thang máy nha. Hai căn ngoài có thang máy thì giao trên 10. Toàn bộ là hướng Tây Bắc nha quý vị. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Nhà xây quá là đẹp luôn. Bộ 5 nhà phố siêu đẹp, siêu hoành tráng. Hẻm một xẹt sát với trục đường chính Lê Văn Thọ. Đây, chúng ta cùng em tiến vào khu vực phía trong. Nhà xây rất là chất lượng nha anh chị. Mẫu quá là đẹp luôn. Một lớp cống sắt và một bộ cửa nhôm sinh pha sát nhau, xây dựng hết đất luôn. Mặt tiền thì trang trí theo mẫu nhà phố hiện đại, không có ốp nhựa và trên cùng mới ốp thôi. Đấy, ban công một chút thôi nha. Nhà xây hết đất, mẫu lứng ngược. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cống sắt 4 cánh và bên trong thì có cửa nhôm sinh pha, cửa gấp nha anh chị. Đấy, trong đây sẽ là khu vực gara ô tô. Ốp sàn gạch trắng, gạch Ấn Độ, gạch 80 và hai bên tường cũng được ốp gạch trắng lên cao đụng trần luôn. Chúng ta sẽ có một cái camera an ninh. Ngang 4m2, dài 17m. Căn nhà mình thì xây quá là sang, quá đẳng cấp. Hai bên thì có tủ giày dép đo bảo hiểm nhá. Xe hơi chị đậu thoải mái vô tư trong này. Hai căn thang máy thì giao trên 10. Vị trí hẻm một xẹt hướng Tây Bắc nha quý vị. Cầu thang chúng ta sẽ được ốp đá trắng và chạy đèn led, tay vịn gỗ đỏ, kính cường lực dày 10mm, đúng rộng tầm 90. Đấy, căn nhà xây quá là sang luôn rồi. Đối diện thì chúng ta sẽ có một cái tủ rượu gỗ An Cường toàn bộ nha. An Cường đời mới, nội thất khá là đẹp luôn. Dưới gầm cầu thang thì có nhà vệ sinh, có tủ, đóng tủ nha. Gầm cầu thang là khu vực tủ. Ở đây thì sẽ là khu vực phòng tiếp khách, phòng khách dưới trệt, bếp trên tầng lửng nha. Tặng lại sofa và tặng tivi 65 inch, tường được ốp nhựa PVC và trang trí đèn chùm, thạch cao, đèn led. Đấy, trang trí quá là sàng, quá đẳng cấp rồi.
Một siêu phẩm nhà phố 2024 vừa mới trình làng. Ngang 4m2, dài 17m. Giá rao bán là 9 tỷ 750 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến em nhà đẹp, thiết kế cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ sang này, hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng nha. Và phía sau này thì chúng ta sẽ có thêm cái toilet và cái khu vực sân sau. Đấy, phía trước thì không có trừ sân, phía sau trừ sân sau để làm toilet và làm cái khoảng cây cối nha anh chị. Đây thì có một cái trồng cái cây phát tài núi. Đấy, trên thì có làm mái và làm khung sắt, ốp gạch cao độ trần hết rồi. Đấy, với những anh chị nào có nhu cầu mua những căn nhà đẹp, hẻm một xẹt sát đường và hướng Tây Tứ Trạch, đây là một trong những căn siêu phẩm 2024 đẹp, giá ngon nhất nha anh chị. Đấy, nội thất khá là đẹp. Quý anh chị nào muốn xây cất hoặc là chúng ta muốn sửa chữa một căn nhà với mẫu thiết kế như này, cũng có thể liên hệ trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng để được bên em tư vấn và hỗ trợ thiết kế thi công nhé. Căn nhà với mẫu thiết kế vô cùng đẳng cấp, vô cùng xịn sò, ngang 4m2, dài 17m, vừa mới làm xong nha quý vị, quá đẹp luôn. Gạch toàn bộ gạch Ấn Độ, gạch trắng kem. Gạch này cũng rất là sang nha quý vị, màu sáng và nội thất khá xịn sò luôn. Toàn bộ gỗ An Cường đời mới, cũng như là chúng ta được bố trí toàn bộ đồ cao cấp nha mọi người. Nếu anh chị nào thích nhà thang máy, chúng ta lấy hai căn ngoài thì dài hơn, hai căn ngoài dài tới 18m, 4m2 dài 18m và đang giao hơn 10 tỷ đồng. Và có hai căn phía trong thì 4 dài 18 có cái khoảng sân đằng trước không công nhận nhưng mà làm cổng được thì đang giao 8 tỷ rưỡi thôi, giao rẻ hơn. Cầu thang chúng ta sẽ được ốp đá trắng và đúc rộng tầm 90. Di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ được chủ nhà trang trí gạch sẫm đi một chút, hơi màu cà phê đi một chút. Ở đây thì tường thì cũng được ốp kính và tặng lại toàn bộ nội thất. Nhà này có tới đâu đó phải 7 cái tivi, trong đó thì sẽ có 3 cái 65 inch ở phòng khách, phòng bếp và phòng karaoke. Và chúng ta có 4 cái tivi nhỏ 43 inch nha. Tặng bàn ăn 6 ghế này, trên có đèn chùm và quạt trần. Đấy, sử dụng hệ thống LED đời mới và thạch cao đời mới phẳng nha, thạch cao phẳng đời mới. Tường thì ốp kính để tạo chiều sâu. Bên này thì tặng lại tủ lạnh Capper 2 cánh, bếp điện từ, máy hút mùi, lò vi sóng, máy rửa chén và sử dụng gỗ An Cường đóng tới nắp luôn nha. Với một căn nhà đẹp, đẳng cấp, xịn sò như này, giá bán của em nó chỉ có 9 tỷ 700 triệu đồng thôi và chúng ta vẫn còn thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà xinh gái nha. Đấy, chị chủ nhà cực kỳ xinh gái, dễ thương và trẻ trung đấy. Với một căn nhà quá đẹp, quá đẳng cấp như này mà anh chị không bốc máy gọi trực tiếp về tem Hưng để được đi xem thì rất là phí. Căn nhà quá đẹp luôn nha anh chị. Phòng lửng ở đây thì không muốn đi đâu luôn. Được bước vào trong không gian thì rất là sang trọng, như ở trong hotel khách sạn vậy, như khách sạn 5 sao luôn. Trang trí quá là sang. Và chúng ta cùng em tiến lên khu vực phía bên trên. Lửng ngược, không gian tầng lửng thì rất là lớn, có thể vừa làm phòng khách vừa làm phòng bếp được luôn. Lửng này đúc tới 2/3 diện tích đất. Đấy, quá đẹp luôn nha mọi người. Nội thất cả tỷ đồng. Nhà rất nhiều nội thất nha. Tivi có tới 6 hay 7 chiếc, 7 cái tivi. Và máy lạnh thì toàn bộ máy lạnh xịn Daikin ngựa rưỡi. Trên này thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch da gỗ khổ lớn nha. Gạch cái này cũng mắc tiền nha anh chị. Và có giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Tivi nhỏ 43 inch, máy lạnh Daikin. Hệ thống gỗ đời mới, gỗ An Cường. Phòng phía trước thì rộng hơn, rất là rộng luôn. Phòng phía trước rất là rộng rãi nha quý vị. Trang trí hệ đèn LED thạch cao và thạch cao phẳng rất là sang. Ban công chỉ đúc khoảng tầm 1 mét thôi. Có trồng hai cái cây lá kim này. Đây là cây gì vừa em nói mà quên nữa rồi. Anh chị nào biết cây này tên gì thì bình luận xuống dưới video nhé. Với một cái mẫu nhà đẹp, xuất sắc.
Đây chắc chắn là xu hướng thiết kế vào năm 2024 và 2025 rồi. Đấy, mẫu này rất là đẹp nha. Mặc dù diện tích chỉ có 4m2, dài 17m thôi, nhưng mà xây dựng phải nói là quá là mê luôn. Sử dụng hệ thống công tắc thông minh nha, có thể điều khiển tắt bằng điện thoại được hết. Lavabo rửa mặt, gương LED, bồn cầu khối và vách kính, vòi inox trắng, gạch ốp cao đụng trần. Đấy, với một căn nhà đẹp như này, giá chỉ có 9 tỷ 7 thôi, vẫn còn thương lượng nha. Phía sau đây chúng ta sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Đây, vẫn có tivi, máy lạnh đời mới Daikin. Đây, Daikin ngựa dưới. Máy lạnh này mắc tiền nha anh chị. Chắc cũng phải tầm 14-15 triệu một cái rồi. Nếu mà một ngựa thì cũng 12-13 triệu rồi. Có cửa sổ sau nha. Nhà mình có cửa sổ sau do nhà có trừ lại 2,5 m sân sau. Xây dựng chắc được 15 mét thôi. Toilet đằng sau cũng rất là rộng này. Đấy, làm vách kính. Nhà đẹp, lăng cóng luôn. Giá thì gì hả? Hém một xẹt vị trí sát đường. Anh chị còn chần chừ gì mà không bắt máy, gọi trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng. Được đi xem ngay bộ cặp 5 nhà phố hiện đại này. Từ 8 tỷ 9 tới 10 tỷ 8 nha anh chị. Đấy. Anh chị thích nhà nào chúng ta chọn nhà đó. Càng cao tiền thì càng dài, và cao tiền thì sẽ có thang máy. Hai căn phía ngoài thì dài 18 mét thì có thang máy nha. Giao 10 tỷ 8. Đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 của anh chị thì cũng đã được bố trí sẵn nội thất hết rồi. Giường tủ, tivi, kệ tivi và máy lạnh mới. Bên ngoài thì có trồng phát tài núi. Đấy, nhà hướng Tây Bắc nha, Tây Tứ Trạch. Hướng này hướng đứng đầu cung Tây Tứ Trạch luôn nha anh chị. Hướng này là hướng đứng đầu cung rồi. Rất là anh chị hợp hướng Tây Tứ Trạch, đều đa số là chọn Tây Bắc cả. Đấy, quá đẹp luôn nhà quý vị. Căn siêu phẩm 2024 sổ hồng riêng, vừa mới là trình làng, hoàn công sổ sách đủ hết rồi. Nhà này thì vay ngân hàng chắc cũng cắm sổ vay chắc cũng được tầm 5 tỷ rưỡi 6 tỷ đấy, hết mát nha anh chị. Tối đa chắc tầm 5 tỷ rưỡi 6 tỷ. Đây, toilet rộng rãi thoáng mát luôn. Bên này có cái tủ thay quần áo này, kiểu như phòng thay đồ. Và phía bên đây sẽ là phòng karaoke. Phòng số 4 thì chủ nhà đang bố trí là phòng karaoke. Nếu gia đình nào muốn làm phòng cũng được, mà chúng ta làm phòng karaoke cũng được. Đấy, có tặng lại một cái bộ sofa, một cái máy lạnh mới và tivi 75 inch nha anh chị, tivi lớn nha. Hệ thống wifi và chọn bài âm ly cũng như ánh sáng, đèn led, đèn dọi, loa âm thanh có hết rồi. Có cửa sổ sau thì rất là thoáng luôn. Đấy, hệ thống công tắc điện thông minh, bấm điều khiển bằng điện thoại từ xa được hết nha anh chị. Anh chị qua Mỹ, qua Pháp, châu Âu, châu Úc, châu Phi gì đấy, bấm thoải mái luôn. Đấy, một căn nhà smart home quá đẹp, quá lung linh, giá mềm, chỉ có 9 tỷ 700 triệu đồng. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khoảng không gian phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đấy, anh chị nào muốn mua nhà thang máy thì 10 tỷ 8 thương lượng nha. Bên đó dài hơn 1 mét. Nó có căn 4m2 dài 18 và một căn 4m2 dài 18m rưỡi. Ở đây thì sẽ là phòng thờ. Thờ ở giữa cũng được, mà thờ phía ngoài này cũng được. Chủ nhà có làm giật cấp ở đây cho anh chị muốn làm phòng thờ bên ngoài này cũng được nha. Nếu mà chỗ khúc đó anh chị làm cái máy chạy bộ tập gym cũng được. Bên ngoài làm phòng thờ. Phía ngoài cùng này sẽ là khu vực sân thượng trồng cây. Chủ nhà trồng cho hết rồi và có làm khung sắt luôn rồi. Đấy, phòng thờ đoạn này cũng được. Bên trong sẽ là khu vực tập gym đi. Có cam hết nha. Phía sau sẽ là khu vực giặt và phơi đồ. Đã có luôn mái tôn và khung sắt đầy đủ hết nha. Ốp gạch sẽ hết luôn rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.